cho nó. Đau quá. Mà cuộc đời mà không có bạn chơi ta. Ta buồn quá. Lấy một thằng mới được. Wow. Ôi, mình bị tớ rồi. Bỏ ra nè. Băng luôn. Rồi.
Sao nó cắn vậy nó kia? Thuốc mà nó phải kẹo luôn. Rồi, để coi. Rồi. Con đỡ rồi. Còn 35 độ C. Rồi thôi để tôi lấy bảo bối thần kỳ của bác sĩ tay chết siêu to. Ê bác nhớ cái này vừa trước là bác sĩ khám cho con chó chết con chó của tôi mà giờ sao bác lấy cái đó bác chết tôi. Ủa tôi lấy tôi rửa cái này sạch rồi nhá. Ok không không ok không giờ anh giờ muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống. Rồi để ê được chích nhẹ nhẹ không thôi bị táo tháo ruột. Chích chỗ nào? Chích chỗ nào? Nói. Đau chỗ nào? Hồi nãy đau nói đau chỗ nào? Đau đau chỗ mông. Ờ hít không hít hít đau chỗ mông thì chích nhá. Ờ chích đi. Thả ui đi. Thôi để chuột cho bụng. Bác sĩ kêu gì vậy đâu? Ôi giời ơi. Bác sĩ ơi, cho bác sĩ cắn đi. Tôi mà là cho. Chờ mồm bác sĩ. À, chờ mồm. Hả mồm ra coi nè. Cắn con bẹp bẹp. Bác sĩ bao nhiêu tiền? 3 triệu. Gì? Nói lại, ta đi. 3 triệu. Gì? Gì 3 triệu gì hả bác sĩ? Bác sĩ sẽ ăn một rồi nên làm gì 3 triệu rồi. Công công ta lên lên đây rồi. Không có lên đây có mất tiền xăng gì đâu. Nãy giờ là ngồi chờ đèn đỏ lắm nhiều lắm rồi nha. Chờ đèn đỏ không có mất. À, giờ có đưa không? À, để tôi nợ béo kia. Nợ nha. Nợ. Lần sau mà không trả là đốt luôn cái nhà nha.